Có ngoài khả năng, hoa đặc sắc trong bóng đá đêm và một tháng thuê bao để tận hưởng trọn vẹn thư giãn, các cộng nâng bóng đá. Kim Thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thấu Tình Đạt Lý. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ trò chuyện đó chính là luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào MC Kim Thảo và khán giả nghe xem đài. Dạ, còn bây giờ thì Kim Thảo xin mời luật sư cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi tiểu phẩm. Em ơi ở đâu rồi ta? Thiệt ra là có một mình ngồi đây luôn á, nhìn chung quanh quán thì không có ai luôn á. Ngồi đây nha. Vui quá ha. Nãy giờ không thấy. Anh thấy gì? Sao giờ này mới tới? Chị có biết là em uống hết ly cà phê, em uống 80 ly trà đá luôn rồi đó. Trời, uống hết quán ta uống dữ vậy. Thôi giờ không mấy lỡ uống hết rồi, kêu thêm ly khác đi, mà nhớ là ly cà phê sữa đi. Chị uống cà phê đen, tí xíu chị uống kia. Chị nghĩ sao mà em kêu nữa? 80 ly trà đá rồi. Dạ, nghĩ sao chị kêu em uống nữa? Trời chị nè, giữ em là tất cả rồi chị ạ. Giữ em dữ lắm luôn, làm sao mà uống người bãi được, thấy không? Ủa mà kêu chị ra đây chi? Chị có thấy trong nhà nó ngột ngạt, nó khó chịu, nó buồn bã đâu ra đây cho không khí nó thoáng đãng một tí. Em nói chị mới biết, em nói chị mới để ý luôn. Cái nhà mình bây giờ không khí nó ngột ngạt, nhất tới buồn cướp luôn. Đâu? Không thấy giọt nào hết trơn chị. Lúc ngược vô trong, đau lòng mình ngược vô trong với mình khóc ra ngoài, ý nghĩa gì nữa. Bởi vì bữa nay á, hẹn chị ở đây là có chuyện tính mạng với chị, nhưng mà chị không mất bình tĩnh, chị sao nói chuyện được. Chuyện gì? Thì cái chuyện mà gia tài này nọ anh tính mời luật sư nói chuyện đó. Chị phải bình tĩnh mới nói chuyện được. Chị đang bình tĩnh luôn á. Chị đã rất bình tĩnh. Bình tĩnh lắm luôn. Chị mới khóc xong mà. Đâu, chị đâu khóc. Mới thì nó rớt nước mắt luôn á. Nuốt ngược vào trong gì đó. Kiểu cảm xúc của mình nuốt ngược vào trong là chị bình tĩnh rồi. Hai lời dễ sợ luôn á. Thiệt, cái mắt nó hơi số miếng tại vì hồi nãy chị nói là chị nuốt ngược vô trong, cái lòng mình nó rớt vô. Cái nó hơi xuống đã đỏ mắt thôi. Đâu đưa em thổi cho. Thôi. Rồi, băng vào mắt á. Rồi bây giờ có bình tĩnh chưa để mình nói chuyện luật sư đồ này nọ. Mà chị đang rất tỉnh luôn. Bình tĩnh á. Rồi. Ê, luật sư hả? Ừ. Chị có quen luật sư. Bây giờ để chị điện thoại. Không, tháng từ từ. Em hẹn chị ra đây là để bàn chuyện với chị trước đi. Rồi mình nói chuyện luật sư cho dễ, mình thỏa thuận nhau trước, chị hiểu không? Ờ, ha. Ừ. Đúng rồi. Vậy cho nó dễ. Ơ nhưng mà nó nghe nè. Ủa rồi đâu cần phải luật sư luật xích cho mệt. Sao vậy? Thiệt luôn nha. Chị thấy cái nhà của mình á, trong cái rủi có cái may. May lắm. May cực kỳ may luôn. Chị nói như vậy mà chị cũng nói được luôn hả? Không phải thiệt mà, sao? Trời đất ơi. Mẹ mất, em mất trong tai nạn giao thông mà chị nói may là may cái gì hả chị? Ý chị nói là tại vì á vậy nó không có lẹt ẹn dù dù em của mình mất rồi, mình còn hai chị em chia đôi một cái rẹt mà sống không, khỏi cần phải lẹt ẹn. Không ngờ chị luôn á, em nói thiệt cái ý em không phải cái chuyện chia như vậy đâu. Ủa chứ ý em sao mà em kêu chị ra đây nói chuyện? Chị cũng nói cái chuyện chia gia tài đó, nhưng mà không phải là cái chuyện như cái ý mà vui của chị, không phải là chia đôi chứ sao. Em tính hết rồi. Thiệt ra là mình chia ra làm 4 phần đi. Thì đúng rồi, làm 4 mà em 2 chị 2. Không, em 3 chị 1. Dạ, em 2 chị 2. Em 3 chị 1. Ủa mình chia đôi chứ em. Chị nghĩ sao mà chị chia đôi. Chị coi là cái gia phả của mình đi. Ủa mình là 2 chị em đó. Mà chị em nhưng mà chị đâu phải con ruột đâu. Ủa, đó đó. Em nó không phải con ruột chứ, chị là con ruột của mẹ nè. Chị em coi là con ruột của ba nè. Chị coi lại trong giấy tờ gia phả đầy đủ nha. Có tên em từ A tới Z, từ đầu tới cuối luôn nha. Nhưng mà là Dượng nhận em nuôi trước khi lấy mẹ của chị mà. Thì dù gì em cũng là con của ba, cho nên em hưởng tài sản của ba. Và ba với lấy mẹ thì em ở trong nhà ba mẹ từ nhỏ. Thì bây giờ em nhận tài sản của mẹ luôn, có gì đâu lạ. Em nói nãy giờ em sai rồi đó. Sai sao? Chị là con của mẹ, là con ruột của mẹ. Đúng rồi. Em là con nuôi của Dượng. Tôi đã tới lớp khi mình lý, Dượng là vợ, là cách mẹ của chị không? Chị em là chị
rối rồi nè. Chị còn dưỡng cực giật đấy, lấy dưỡng đó. Chị muốn lấy dưỡng luôn là sao? Không, chị nói là bây giờ là mẹ của chị lấy dưỡng về. Xong rồi chị ở từ nhỏ tới lớn ở chung nhà luôn. Ở đâu? Ở chung nhà. Bây giờ chị lỡ chị hỏi hàng xóm thôi. Chị có quần áo chị để ở nhà thôi. Cứ chị thích đó chị ở. Còn chị không thích là chị đi đâu á, hàng xóm không ai làm chứng luôn, không ai biết luôn. Thì chị về nhà ba ruột chị ở. Xong rồi chị thăm ba chị xong rồi chị về. Đó, chị còn không kêu được cái tiếng ba, không kêu được tiếng Diệu. Mà chị cho chia chứ cái gì. Mệt nói nhiều quá. Chị đều, chị đôi. 3-1 2-2 2-2 em kiện đó. Em kiện với chị Hậu. Hậu quá không? Không. Cái gì vậy? Ôi. Cái la dữ vậy? Trời, tự nhiên lù lù trong nhà kìa. Chị mới là cái mới hồng bích dế đó. Ủa sao tự nhiên qua nhà chị không nói chị hả? Em qua là em đốt nhang cho mẹ. Qua đốt nhang mà. Với lại em đốt nhang trên mẫn nữa. Ừ, rồi xong chưa? Xong chưa? Xong về đi, xong về đứng lên. Cái gì nữa vậy? Khóc hoài vậy? Giúp mẹ với mẫn. Cảm xúc chân chào. Sao lần nào mà nhắc tới ai này khóc cũng không có nước mắt hết vậy? Nỗi đau nuốt luôn vào trong. Nuốt miếng luôn á, hèn chi bụng bự à. Không ạ, chị giận tao nha, bụng chị nhỏ nha. Nữa thiệt. Rồi sao cơn cơn xong bây giờ nghỉ ngơi đi ha. Thôi, em ở đây á, em nhìn chị khóc cho đã luôn. Chị nuốt luôn vào trong á, rồi ráng một hồi em kêu được xương tới đây nè. À cái chị đấu trí với người ta. Ví dụ chị đấu không lại thì chị nuốt luôn vào trong một lần nữa. Đó là sao? Ủa chưa chưa. Ủa em liên quan gì tới luật sư, luật sư chỉ có hai và chị thôi. Ờ đúng rồi. Phải rồi. Em kêu luật sư qua đây để đòi quyền thừa kế. Vậy mấy nghe nè. Bây giờ là ban ngày. Ủa không phải ban đêm. Đừng có nằm mơ. Con nuôi mình có nhiều dạng con nuôi. Em là con nuôi của mẹ là con nuôi bằng miệng thôi. Còn người ta con nuôi là phải hợp pháp giấy tờ nọ kia thì mới thừa kế tài sản. Đúng không em? À, không biết gì em luôn vậy bà. Đúng không? Đúng không? Đúng. Em á không có đòi quyền thừa kế cho em. Mà em đòi quyền thừa kế cho con của em. Vậy? Không lan quyên gì luôn á. Trời ơi, lan quyên mà. Liên quan, bị sốc quá. Không mà đúng, không có liên quan gì luôn á. Trời ơi, nghĩ sao tự nhiên nè, nói nghe nè. Ủa đâu ra tự nhiên đòi thừa kế con vậy? Sao? Thì con của em là con ruột của anh Mẫn. Mà con ruột của anh Mẫn là cháu ruột của mẹ đó. Cái gì? Nữa lại nằm mơ. Sao mà em cứ nằm mơ hoài nó nghe nè. Ngày xưa lại có cặp bồ với Mẫn em chị. Cặp bồ nha, không phải cưới hỏi gì hết. Không có cung thú, không có giấy tờ gì hết nghe chưa. Em mê trai á, cái em bỏ Mẫn em chị em đi theo trai. Cái em cưới chồng, cái xong rồi tự nhiên giờ Mẫn chết. Em quay lại, cái em nói là em có con với Mẫn. Ai tin. Rồi bây giờ Mẫn chết rồi, mẹ chị chết rồi. Ai làm chứng? Thì bây giờ em nói thẳng luôn. Là cái lúc bạn quen Mẫn á, là con em đã có thai với ảnh rồi. Sau đó thì em ngu muội sao không biết nữa hả. Cái em bỏ ảnh, em đi lấy chồng khác. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa là cái đứa con đó là con ruột của Mẫn. Hiểu chưa? Không hiểu. Sao ngu muội tới bây giờ tự nhiên khôn ra vậy? Hai người bè phái với nhau đúng không? Được rồi, bây giờ tôi muốn cãi với hai người nữa. Nếu như hai người thắc mắc quá thì tôi kêu xét nghiệm ADN. Lúc đó là biết à? Nói chuyện nghe mắc cười. Mẫn nó thì nó mất rồi, ông bà nội cũng mất rồi. Bây giờ đó là chẳng lẽ đào mộ người ta lên để xét nghiệm? Đúng. Hai anh chị nói chuyện tôi nghe nó mắc cười đó. Bà đó, bà sống sờ sờ nè. Bà là cô ruột của con tôi, mắc mớ gì đúng không? Tôi lấy một tí máu và xét nghiệm cũng được vậy. Nó nghe tí, nghe cho cười biết. Không mất cô em. Trời ơi, nó như nè. Chị với Mẫn là cùng mẹ khác cha, nó xa lắm. Mắc quà không tới luôn á, sao mà xét nghiệm ai em được. Không ra. Cãi với mấy người này tôi tức quá. Bây giờ tôi kêu luật sư tới đây nói chuyện với mấy người nè. Đi quan tâm nhớ xà phòng loại bỏ vi khuẩn, chúng tôi tái sinh trong chợ quạt. Hãy đợi ai? Xin ra mới bảo vệ bạn đến 12 giờ. Hãy chuyển sang dùng xin ra. Thôi thấy mắc cười. Dạ. Mới vô mà thấy luật sư hồi cười miệng miệng gì chắc là cũng thấy bắt đầu khó hiểu đúng không luật sư?
Dạ, thì với một cái tiểu phẩm như vậy là có rất là nhiều dây mơ rễ má, chẳng hạn như con anh, con tôi, con chúng ta, con riêng, con nuôi, con ruột, rất nhiều. Vậy thì bây giờ Kim Thảo tóm tắt lại thôi là con nuôi á, trong trường hợp này thì con nuôi có được hưởng cái quyền lợi gì không ạ? Có được hưởng thừa kế không ạ? À, vâng, thì đây là một sự kiện pháp lý mà trong thực tế rất là nhiều ấy, tình hình xã hội hiện nay thì vấn đề con nuôi rồi con chung con riêng cũng rất là phức tạp. Thì theo như quy định của pháp luật về thừa kế thì con nuôi vẫn là thuộc diện thừa kế, tức là hàng thừa kế thứ nhất thì bao gồm là con chung, con riêng, rồi cha mẹ, vợ chồng. Con chung, con riêng hoặc là con nuôi thì vẫn là thuộc trong diện hàng thừa kế thứ nhất. Việc xác định con nuôi như thế nào chúng ta cần phải dựa trên một các cái căn cứ pháp lý khác, như là giấy khai sinh hoặc là các quyết định nhận con thì sẽ được đủ cơ sở pháp lý để được nhận di sản thừa kế do người để lại, di sản chết để lại. Dạ thưa luật sư, vậy thì trong tiểu phẩm á, chị người yêu cũ có con, vậy thì người con ngoài gia thú này thì có được thừa kế không thưa luật sư? Đây là thuộc về thừa kế thế vị, tức là người để lại di sản chết cùng hoặc chết trước thời điểm người để lại di sản chết thì cháu sẽ là người được hưởng thừa kế thế vị phần di sản mà do là người để lại di sản để lại. Thì trong trường hợp này chỉ có người cháu thôi, tức là người con mới được hưởng phần thừa kế của bà nội để lại. Đấy, tức là phần thừa kế này là được hưởng từ người cha. Tức là dù là mình gọi là con chung hay con riêng hay là con ngoài giá thú thì chỉ cần chứng minh mình là con của anh Mẫn thì sẽ được hưởng một phần suất thừa kế thế vị bằng như các đồng thừa kế khác. Việc mình chứng minh để được hưởng ở đây là có thể là giấy khai sinh. Còn nếu mà mình không có giấy khai sinh thì mình phải có các cái kết quả về giám định ADN là cùng một huyết thống thì sẽ được hưởng một suất thừa kế như các đồng thừa kế khác. Và người vợ là sẽ không được thuộc diện thừa kế trong trường hợp là thừa kế thế vị. Cháu thì có được hưởng quyền thừa kế có ngang với lại con ruột hay không ạ? Đây trong trường hợp này là thuộc dạng thừa kế thế vị thì vẫn được hưởng một phần bằng nhau như các hàng thừa kế khác. Tức là người cháu này được hưởng từ người cha của mình, mà người cha của mình được hưởng từ người mẹ một phần bằng nhau với các đồng thừa kế khác. Chẳng hạn như là con ruột hay là con nuôi hay là chồng thì đều được hưởng bằng nhau, đó là một khoản một suất thừa kế, không có phân biệt về ít hay nhiều. Thừa kế thế vị nó khác với thừa kế hàng thừa kế thứ nhất. Tức là hàng thừa kế thứ nhất là khi là chẳng hạn như một người để lại di sản chết, chẳng hạn người chồng chết thì người vợ rồi các con của người chồng đó, con trong giá thú, con ngoài giá thú, rồi con chung, con riêng, rồi con nuôi, rồi cha mẹ của người chồng đó đều được hưởng phần bằng nhau, mỗi suất thừa kế đó được chia đều cho các đồng thừa kế đó. Còn chẳng hạn như người chồng chết để lại một di sản thừa kế và người chồng nó có một người con chết trước đi, hoặc là chết cùng thời điểm với người chồng đó, thì người cháu sẽ được hưởng một phần bằng với các đồng thừa kế khác, đó gọi là thừa kế thế vị. Dạ, nhưng mà cái éo là cái đó, cho nên là chương trình mới mời luật sư tới đây. Tiểu phẩm lại làm khó luật sư nữa là cái trường hợp vừa nãy á, thì khi mà gặp tai nạn đó là bà nội cũng mất. Dạ. Ba cũng mất cùng chung một lúc về cái vấn đề tai nạn. Vậy thì con ngoài giá thú như vậy thì làm cách nào để chứng minh được? Tại vì trong cái tình huống đó thì giấy khai sinh cũng không có tên cha luôn, cũng không có tên mẹ, rồi bác thì cũng có bác nuôi bác ruột, thì chứng minh cái huyết thống như thế nào ạ? Thì trường hợp này pháp luật sẽ không quy định chi tiết rõ ràng, tuy nhiên là như thông thường là chúng tôi giải quyết và để có cơ sở pháp lý thì chúng ta sẽ giám định. Một người chết rồi chúng ta vẫn có thể lấy các cái dị vật, các cái vật như là tóc hoặc là móng tay của người đó để đi giám định đối với con của mình để xác định cùng huyết thống hay không. Thì người cha đã mất rồi thì mình có thể là lấy tóc này, hoặc là có thể lấy hài cốt cho để cùng đưa cho các cơ quan, các công ty, các tổ chức họ giám định ADN với người cháu này xem có cùng huyết thống không. Nếu có cùng một huyết thống thì chứng tỏ đây là người con của anh Mạnh. Và như vậy thì kết quả ADN là một chứng cứ pháp lý, nó thay thế cho giấy khai sinh. Tức là nó vẫn là một chứng cứ có giá trị pháp lý tương tự như giấy khai sinh để chứng minh đó là người con hợp pháp để được hưởng thừa kế. Thật sự là Kim Thảo cũng còn rất là nhiều câu hỏi dành cho luật sư, nhưng mà để tiếp tục thì chắc có thể Kim Thảo mời luật sư cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ xem tiếp tục tiểu phẩm kết thúc như thế nào nhé. Ngoài anh nói tiếng gì luôn nè anh chị, làm cái gì mà anh chị ngồi hả canh tranh cãi mà ở ngoài đường đi vô tới đây còn nghe đó. Thôi
Ủa My. Chào chị. Lâu rồi không gặp nha. Chị giờ này sao rồi? Chị ổn không chị? Chị sống tốt, sống ổn lắm em. Em giờ này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ. Xã giao. Có gì không? Thì chị tới đây chị thắp nhang cho chồng của chị cũng được hả? Thắp nhang cho chồng của chị hả? Quá trời rồi, có hiếu quá. Tốt quá. Chị thắp nhang cho chồng của chị mà cưng nói chị có hiếu. Chị nói thiệt, chị là con gái, chị chưa bao giờ ngu, chưa bao giờ đợi chồng nào hết chưa. Không có giống em. Đó ngày nào hai đứa qua gặp nhau nói chuyện ngoài da nó quay vòng mặt nó nào này hết luôn. Không sao chị, tại vì người em á, tại vì hiền lắm, tâm em từ bi đó, ít cãi lại lắm. Chị ở xa xa mà còn đau á. Nó lấy cái gấu che lại, hai chạy cái bụng lại. Sợ quá. Nói nghe nè, con bé nãy qua đòi nợ. Đòi nợ? Ừ. Ủa sao đòi nợ với chị, đòi nợ gì đòi vậy? Ở kia đòi nợ chồng em á. Chồng em cứ nợ qua đòi nợ. Ủa? Hèn chi không đòi chồng lên đầu. Cho nên đi đòi nợ. Chồng em nợ nhiêu để em trả cho. Hỏi em. Em muốn trả giùm chồng em hả? Dạ đúng rồi. Cái này khó lắm em. Sao vậy chị? Em nhắn là chồng em có đủ gia tài. Giống như là mẹ hôn mà em trả cho chị. Trời ơi, gia tài bao nhiêu cũng được, em bán. Em bán hết gia tài em trả cho chị cũng được mà. Tại vì chồng em chết rồi không mang nghiệp được. Thấy chưa? Mày coi đó đi em. Tốt lắm em, tốt lắm em. Cứ lại coi đó chị nói. Cứ lại hả? Đúng nha. Em. Dạ. Như hồi nãy em cũng đã nói, có bao nhiêu tài sản em bán hết em trả nợ cho chị. Vậy tức nghĩa là chị đủ quyền, chị qua đây chị đòi quyền thừa kế rồi ha. Ủa chị là sao rồi, chị qua đây đòi quyền thừa kế là sao đó? Thì đó, nãy giờ là qua đòi quyền thừa kế phía sau. Tại vì mẹ với Mẫn là mất cũng 50 ngày rồi hả? Cho nên là chị với Minh nè định là làm phân chia tài sản, tự nhiên cái thọt vô đòi phân chia tài sản. Ủa vậy là nãy giờ là mấy anh chị hợp phân chia tài sản đó hả? Đúng rồi. Rồi sao nói sớm để em bàn chung. Cái... Nói xin lỗi nha, chứ được lần trước nó mất làm sao đó, thằng em của anh nó chết rồi, thì không có liên quan gì mà em tới đây mà đòi gia tài hết, hiểu không? Trời ơi, anh chị đó nói gì sao được? Sống được. Em thông báo cho mấy anh chị biết nha, là em có bầu 3 tháng nay rồi. Gì nữa? Nên con của em có quyền được đòi cái quyền thừa kế. Em có bầu 3 tháng, trời mừng quá, vậy là chị có cơ hội xét nghiệm ADN cho con của chị rồi. Trời đất ơi, điện con của chị liên quan tới tôi mà xét nghiệm ADN. Con của tôi là con của anh Mẫn, cho nên cái quyền mà thừa kế cho cái gia tài này là phải có quyền của con của tôi, không ai có nhiều hết. Vậy đi. Ủa, tài sản của mẹ tôi mà tự nhiên chia 5-7 vậy? Dạ. Thôi kia tao nghĩ tiểu phẩm dừng tới đây là được rồi, chứ còn phải xuất hiện thêm một nhân vật nào nữa lát nữa chắc luật sư bỏ đi về quá. Dạ, vậy thì mà cô con dâu á, khi mà cô con dâu mà có cái bào thai như vậy thì chắc chắn là cũng được hưởng quyền thừa kế đúng không thưa luật sư? Dạ vâng, đây là một vấn đề rất là hay và nó cũng rất là nhạy cảm trong cuộc sống. Nó mang tính chất là nhiều lúc không phải chỉ pháp lý mà nó có về mặt đạo đức và thiêng liêng ở cháu. Tức là theo như quy định thì con hình thành, bào thai hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì đó là con của vợ chồng, hoặc là con đã hình thành trong bào thai mà hình thành trước khi thời điểm mở thừa kế, trước thời điểm mở thừa kế tức là trước người để lại di sản chết đấy, thì vẫn được hưởng thừa kế. Và cái việc xác định người con nó có được hưởng thừa kế hay không thì sau khi sinh ra sẽ được hưởng một phần như các đồng thừa kế khác. Thì ở đây á, nếu mà người con nó sinh ra mà chết liền đấy thì sẽ không được hưởng, nhưng mà nếu mà sinh ra mà sống á thì sẽ được hưởng thừa kế như các đồng thừa kế khác, như những người con khác. Và đồng thời ở đây là chúng ta phải xác định rằng là nếu tại thời điểm đang mang thai mà các bên các đồng thừa kế đã chia thừa kế rồi, tức là một người chết để lại di sản và các đồng thừa kế lập tức tiến hành khai di sản thừa kế để chia và thậm chí có thể bán tài sản đó, tẩu tán tài sản đó, thì người mẹ và người vợ không hợp pháp đó, hoặc là người vợ hợp pháp đó, theo tôi là cần nhờ các cơ quan nhà nước can thiệp, chẳng hạn như là khởi kiện hoặc là làm các cái đơn từ ngăn chặn để là trình bày là mình đang mang thai bằng các cái chứng từ tại bệnh viện, để yêu cầu là khi khai thừa kế thì vẫn phải dành lại một suất này
một chút này cho người con đang mang thai để sau này chia cho người con này và người mẹ có thể quản lý phần di sản này được. Nếu như cái người vợ chính họ không chấp nhận đồng ý cái tài sản vợ chồng chung của họ mà chia cho con bên ngoài cho thú thì có được không ạ? Trong trường hợp này thì nếu họ không đồng ý thì những người mẹ của các con chưa thành niên đó họ được quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu là chia phần đó, những người con họ được hưởng thừa kế thế vị đó để được tòa án giải quyết. Bởi vì người vợ chính thức người ta không đồng ý thì mình sẽ không được làm các cái thủ tục để nhận phần thừa kế đó, và chỉ có nhờ tòa án giải quyết thì tòa án mới phân chia theo như đúng quy định của pháp luật. Nhưng mà xét về phía khía cạnh đó là thấu tình đạt lý thì luật sư nghĩ là những cái người vợ bất hợp pháp vậy thì có nên làm như vậy hay không ạ? Tôi cho rằng là việc người vợ làm như thế là hợp pháp và đó cũng là một cách không phải là đòi lại tài sản cho mình mà đó là một cách người vợ đòi lại quyền lợi cho con của mình, chẳng hạn như đó là cái quyền thừa kế để có một khoản tiền hoặc là một tài sản nhất định nào đó để cho con được học tập hoặc là sinh sống, mà đó là cái quyền mà người con nó sau này lớn lên để thấy được cái người cha của mình và người cha đó để lại một cái di sản đó cho mình. Đó là cũng một cách không những về mặt pháp lý mà thể hiện cái tinh thần, cái tình nghĩa của cha con cũng như là những người vợ không hợp pháp. Và tôi cho rằng những người vợ này không hợp pháp thường họ cũng đã bị những cái thiệt thòi nhất định và đó cũng là một cách mà pháp luật bảo vệ. Thì Kim Thảo cũng xin được cảm ơn luật sư. Bây giờ thời gian đến với chương trình Thấu Tình Đạt Lý ạ. Kính thưa quý vị, vậy là chương trình Thấu Tình Đạt Lý xin được phép khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Và đến đây thì Kim Thảo cũng như là luật sư Trần Bình Hùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.